Chào các bác, lại là em đây ạ. Em Hà Thương ở bên Đồng Đông Sơn đây ạ. Thì hôm nay là ngày mùng 1 tháng 12 rồi các bác nhỉ. Thì ngày đầu tiên của tháng 12 rồi. Thì cũng coi như là một năm đã trôi qua. Thì năm vừa rồi thì trôi qua khá là nhanh nha các bác nhá. Theo như em cảm nhận thì cái năm vừa rồi trôi qua khá là nhanh. Thì nói chung là mình cách ly vài ba ngày là hết năm rồi. Đây, hôm nay ngày hôm nay Đồng Đông Sơn sẽ giới thiệu với các bác. Đây là hai chiếc trống đồng phiên bản Ngọc Lũ, chuẩn bản Đông Sơn nha các bác. Thì có rất là nhiều bác hỏi nhà em ấy là tại sao lại một bên là trống đồng lại có cái những cái đường vân họa tiết màu đen như này, còn một bên trống đồng lại không có. Đấy, thì theo như cái kinh nghiệm bán hàng của em lâu năm ấy, thì em thấy là có rất là nhiều bác lại thích cái họa tiết nó nổi lên như này để nhìn nó được rõ hơn, còn lại có lại một số bác lại thích là những cái đường nét nó lại nguyên bản mộc như này. Đấy, thế cho nên là nhà em là sẽ làm ra hai loại, một là bản nền đen và một là bản mộc, để cho các bác có thể là tùy theo cái sở thích, cái yêu cầu của các bác. Đấy, thì đang giới thiệu với các bác đó là hai quả trống đồng em đang trưng tại cửa hàng. Còn nếu như bác nào mà đặt trống đồng hoặc là tranh trống nhà em ấy thì sẽ không có sẵn được cửa hàng đâu nha các bác. Nhà em sẽ làm ở như trong xưởng và đưa ra cửa hàng trưng bày. Để khi nào các bác cảm thấy các bác nhận được thì nhà em sẽ gửi lại cho các bác luôn. Đấy, nếu như một quả trống đồng thì nhà em sẽ làm trong vòng khoảng tầm 15 ngày đến 20 ngày. Một bức tranh cũng vậy. Đấy, thế mà em đang để ở cửa hàng đấy là những mặt hàng đã được đặt rồi. Để các bác xem những cái mặt hàng đã được đặt. Và các bác có rất là nhiều các bác đang chưa làm xong nhà này, hoặc là đang gặp dịch này, chưa lấy được hàng này. Đấy, hoặc là có vấn đề gì chưa lấy được hàng thì nhà em vẫn để ở cửa hàng để trưng bày, để cho các bác đến cửa hàng các bác có thể là thấy được tranh của nhà em, thấy được cái sản phẩm của nhà em. Còn bình thường nếu như các bác làm thì phải đợi nhà em ở trong xưởng làm ra, thợ họ làm. Ở đây là trên cửa hàng trưng bày. Đây, quả trống là nhà em đang để là một quả là gửi đi Gia Lai với một quả là gửi ra Bắc Giang, vẫn chưa gửi được các bác ạ. Đây, để cho các bác xem. Em sẽ quay lại gần cho các bác xem về những cái họa tiết hoa văn ở trên quả trống. Một lần nữa để các bác có thể là quyết định là trống ở làng nghề nào thì nó sẽ phù hợp với lại cái tiêu chí đưa ra của các bác. Để các bác xem. Đấy, nếu mà các bác hỏi trống nhà em ấy thì khi mà em báo giá thì em đã báo giá là bao gồm cả đôn kính và đôn và kính, đôn gỗ này và kính, và chi phí vận chuyển thì nhà em đã miễn phí cho các bác. Thì bác nào đang quan tâm có thể liên hệ với em qua số điện thoại là 0911740569 hoặc để lại số điện thoại ở phần bình luận cho em nhé. Các bác nhớ là một là đăng ký kênh cho em, hai là để lại số điện thoại hoặc là gọi điện trực tiếp, kết bạn Zalo trực tiếp với số điện thoại của em thì em sẽ tư vấn nhanh hơn cho các bác. Và nếu như các bác mà cứ hỏi như trong cái YouTube này em trả lời các bác, nhiều khi các bác không để ý được ấy, các bác cứ để lại số điện thoại em gọi điện trực tiếp cho các bác hoặc kết bạn Zalo trực tiếp cho các bác, em tư vấn cho nó nhanh nha các bác. Cũng gần Tết rồi, nhà em làm hàng thì cũng 15-20 ngày, lỡ việc của các bác. Nếu như các bác muốn lấy sớm lấy nhanh thì các bác phải gọi trực tiếp cho em nhé. Rồi, bác nào đang quan tâm thì có thể là để lại số điện thoại cho em. Thì nhớ đăng ký kênh giúp em ạ. Cảm ơn các bác đã theo dõi hết cái video này của em ạ. Chào các bác nhé.